Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn vinh dự được mời anh Lê Long Sơn có buổi trò chuyện ngắn về con đường giúp người, về những thành tựu anh đã đạt được. Anh Lê Long Sơn là tổng giám đốc của công ty, mời anh có vài lời. Dạ, anh dạ. ASU2. Về cơ hội việc làm đi nước ngoài là cụ thể mình đi những nước nào ạ? Đi Nhật Bản đây ạ. Quen với Toàn quen với anh Sơn được một thời gian, nhưng cảm nhận được anh là một con người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và người có lòng giúp người rất là lớn. Thế thì những bạn trẻ ngày nay muốn đạt được những thành tựu thì trước tiên các bạn phải xuất phát từ một cái điểm là học hỏi. Thế thì các bậc phụ huynh lẫn các bạn trẻ có bao giờ thắc mắc rằng xã hội ngày nay dạy chúng ta điều gì? Thế thì nếu bạn hiểu rằng xã hội dạy chúng ta học thật nhiều thì chưa hẳn điều đó mang lại thành tựu cho sau này. Với bản thân anh Sơn trước đây, ngoài khả năng học hỏi nhiều, kiên trì và luôn chịu khó trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh để đạt được thành tựu, tạm gọi là thành tựu như hiện nay, anh Sơn hoặc là thầy Sơn không thể nào vượt qua được những khó khăn, những trở ngại nếu bản thân anh không mở lòng với chính bản thân mình. Anh đã từng có những cái hoài bão đó, anh muốn thay đổi rốt ráo một khu vực hoặc một vùng hoặc là cả Việt Nam, nhưng rất tiếc sức người có hạn. Thế thì trong khoảng thời gian mấy mươi năm làm cái công việc này, anh đã giúp được khoảng bao nhiêu người ạ? Cảm ơn thầy. Đầu tiên hôm nay được gặp thầy để được trò chuyện về cái con đường sự nghiệp của anh đã trải qua và những việc mà anh mong muốn, thì cảm thấy rất là vui, bởi vì để chia sẻ được những kinh nghiệm này cho nhiều người cũng là một cái việc làm cũng giống như thầy. Thầy hàng ngày bao nhiêu năm thầy đã dành cái sự nghiên cứu, cái sự học của thầy về phong thủy, về lá số và khoa học tử vi, về cái thiền định, những cái giá trị đó nó là những cái vấn đề cần phải nghiên cứu chiều sâu, phải dành thời gian để học hỏi. Khi được gặp thầy và được nhận từ thầy rất là nhiều cái kiến thức, cái trí tuệ, cái cách hiểu về cuộc sống ở những cái góc độ của thiền định, rồi của quy về số mệnh, rồi về cả cái cách hiểu về phong thủy, nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình, là cái nơi ăn chỗ ở, nơi làm việc, thì phải nói rất là happy. Nhưng ngược lại hôm nay thì lại được thầy bỏ ý là muốn anh chia sẻ về cái công việc, những cái gì thiện lành đến thiện với lành. Những cái bạn trẻ mong muốn được làm việc ở nước ngoài. Thế thì anh Sơn giới thiệu sơ về cái công ty, về cái định hướng của mình, về cái quá trình của mình ạ. Hiện tại anh đang vận hành một cái hệ thống công ty tên là ASU2. ASU2 có nghĩa các bạn xem dưới màn hình sẽ có thông tin chi tiết ạ. ASU2 thì có nghĩa là hai chữ S. Chữ SU có nghĩa là đọc theo tiếng Nhật là chữ S và số 2 là hai chữ S, có nghĩa là S bình phương. Mà chữ S thì nó từ Việt Nam chúng ta nói về đất nước Việt Nam chúng ta hình dung đó là cái bản đồ hình chữ S, và Nhật Bản nó là một cái đảo, nó cũng có cái văn hóa, nó có cái diện tích, cái hình ảnh nó cũng là gần như chữ S của mình. Cho nên khi đi sang bên Nhật học được 3 năm trước thì mình phát hiện được cái sự tương đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản, cho nên đã thành lập công ty từ năm 2005 đến thời điểm này thì cũng qua được 16 năm.
hệ sinh thái có nhiều công ty trong cái công ty mẹ. Và cái hệ sinh thái này thì đang làm cái việc là giúp cho các thanh niên Việt Nam ở độ tuổi từ 18 cho đến 35. Những thanh niên Việt Nam hiện tại đang phải bắt đầu ra đời để sống, để làm việc, để tự lập, tự thân, rồi giúp cho bản thân phát triển và giúp cho gia đình. Tuy nhiên thì cái cơ hội việc làm tại Việt Nam thì đôi khi có những em chưa nhìn ra được cái tương lai nó dài hạn, mà chỉ nhìn thấy những cơ hội việc làm trước mắt, mà đôi khi những cái việc làm trước mắt này nó không có giúp cho các em sau 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi một cái sự phát triển nó bền vững và nó liên tục phát triển cho đến khi về hưu. Thì có được cái cơ duyên là cũng vào cái tuổi 24-25, là cách đây khoảng 26-27 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa xong, thì vào cái thời điểm năm 94-95, thì cái thời điểm đó thì Việt Nam bắt đầu mở cửa để cho đầu tư nước ngoài, thì trong đó Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam. Và cái cơ duyên mình biết được cái cơ hội để đi sang bên Nhật để học vào năm 95, thì có cái cơ duyên được đi sang bên Nhật để học. Đầu tiên là anh học, học theo cái gì ạ? Đi du học ạ. Dạ, theo du học vào bao nhiêu năm thời đó? Thì sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa xong thì mới học tiếng Nhật một năm tại Việt Nam. Thì sau khi cảm thụ được cái tiếng Nhật, nó là một ngôn ngữ mà nói rất là dễ học, nó có cái tính tương đồng trong tiếng Việt của mình, đó là cái hán tự, là tiếng Hán Việt của mình, và người Nhật người ta cũng sử dụng cái tiếng Hán trong ngôn ngữ của họ. Nên sau khi học tiếng Nhật một năm thì đi sang bên Nhật thì tiếp tục học nâng cao lên thạc sĩ về cơ khí. Nhưng sau đó thì mới cảm thụ được đất nước Nhật Bản, phải nói thời điểm đó và ngay cả bây giờ thì cái sự phát triển của họ là quá tuyệt vời. Chúng ta thì rất là thần tượng đất nước Nhật Bản thông qua những cái sản phẩm như là xe hơi, đồ điện tử. Gần đây thì không chỉ có Nhật Bản mà có Hàn Quốc, rồi Trung Quốc cũng có làm được những cái đồ điện tử, nhưng mà xuất phát đều từ Nhật Bản. Và những năm 94-95 này thì Nhật Bản phát triển cái kinh tế thần kỳ. Tuy nhiên thì sau khi sang bên Nhật mới chứng kiến là đất nước Nhật Bản không chỉ là họ giàu có, họ có nhiều tiền, và một cái xã hội rất là văn minh, và đặc biệt là cái chuẩn mực cuộc sống và đạo đức của người Nhật phải nói rất là tuyệt vời. Cái việc mà giao thoa được với một cái nền kinh tế, nền văn hóa như Nhật Bản phải nói là một cơ duyên rất là may mắn cho chúng ta. Anh Sơn chia sẻ thì trước đó sau khi học lên thạc sĩ, dạ, anh có ý định là anh về Việt Nam, anh mở công ty, dạ, mở công ty để kinh doanh về cơ khí. Thực ra mục tiêu ban đầu là đi sang đó học cơ khí để đi làm việc ở bên Nhật một thời gian về cái ngành khuôn mẫu, cơ khí chính xác theo cái ngành mình học. Tuy nhiên sau khi học xong thạc sĩ thì mới nhìn thấy được là cơ hội rất lớn cho người Việt Nam. Bản thân anh đi sang đó cảm thấy mình học được rất là nhiều, nhưng mà ở thời điểm đó mà sang bên Nhật thì một năm được vài chục người, quá là ít, trong khi thấy người Trung Quốc và những nước khác như là Philippines, Thái Lan rất nhiều, họ sang nhiều rất là nhiều. Ở Việt Nam mình tại sao lại không có nhiều người sang? Thì bắt đầu mới nảy sinh ý định. Thì nói anh, với cái người có mệnh về tài phú và cố gắng lòng giúp người, thế thì cái người mà có cái khả năng thông minh kiên trì, nếu mà đi sai đường thì chưa hẳn là tốt. Tuy rằng ban đầu anh có ý định kinh doanh về cơ khí, nhưng vì cái tấm lòng bao dung vị tha của mình, anh đã nghĩ ra cái cách đưa rất nhiều người Việt đi qua nước Nhật để học hỏi, trao đổi tri thức lẫn về cơ hội về công việc.
đó là một cái sự giúp người giúp chúng sinh rất là quý báu. Trong mệnh của anh vốn có sẵn cái mật mã quý nhân là mật mã giúp người, thì anh đã trò chuyện kể lại với Khải Toàn rằng trong cuộc đời mình đã gặp rất nhiều quý nhân. Quý nhân ở đây có hai cái nghĩa, một là những người giúp mình vô điều kiện, hai là những người giúp mình có điều kiện. Thì anh đã hội đủ hai yếu tố đó, có nghĩa rằng người giúp anh vượt qua sóng gió lớn nhất chính vì những cái người đó trong những cái giai đoạn thấy sự cần mẫn, thấy sự cố gắng nỗ lực không ngừng và cho anh cơ hội, cho anh cơ hội từ bên Nhật lẫn Việt Nam. Thế thì trong cái quá trình sống từ trước đến giờ, trong cái quá trình làm việc, thì cái cơ duyên nào đưa anh đến về niềm tin, về tôn giáo, tâm linh hay Phật pháp ạ? Nói về thứ nhất là về cái mã số quý nhân mà thầy có đề cập đó, thì thực sự là thấy trong cuộc đời mình đúng là như vậy. Ví dụ như cái việc cơ duyên mà để đến với nước Nhật thì lại có một quý nhân, đó là thầy Nguyễn Đức Mèn, là hiệu trưởng của trường Nhật ngữ Đông Du, mà thầy là người trước khi mà kết thúc chiến tranh là thầy học ở bên Nhật, rồi sau đó thầy về Việt Nam để thầy mở trường tiếng Nhật, và thầy kêu gọi các cái sinh viên trong đó có đại học Bách Khoa để tổ chức seminar, và thầy hướng các em anh em sinh viên là học xong phải đi sang bên Nhật học, về ngành kỹ thuật là phải sang bên Nhật học. Thì sau khi nghe cái buổi hội thảo đó, và tự nhiên trong lòng khởi lên cái tâm là phải quyết định đi sang bên Nhật, quyết tâm sau khi tốt nghiệp đại học xong là đến gặp thầy, thì thầy chính là cái người dẫn dắt mình đi sang bên Nhật. Thì sau khi đi sang bên Nhật thì lại gặp rất là nhiều quý nhân, là những anh chị mà đã sống ở bên Nhật là bạn bè của thầy. Thầy thấy thanh niên Việt Nam là mình đi sang đó chịu khó học, lại được các cái anh chị bên đó, những người đi trước, thế hệ trước lại giúp đỡ. Cái việc mà vào đại học thì có nhiều, có người đỡ đầu để giúp mình. Rồi sau khi mà ra lập nghiệp ở bên Nhật thì lại gặp được rất là nhiều những người Nhật. Có nghĩa là anh mở công ty bên Nhật trước. Dạ đúng rồi. Dạ. Để mở công ty bên Nhật để mà mình làm cái đầu cầu bên kia, mình hỗ trợ cho các em khi mà sang bên kia thì phải đi tìm những cái nơi làm việc mà mình cảm thấy những nơi làm việc này tốt, tương lai họ sẽ đầu tư sang Việt Nam, những công việc này sẽ được chuyển sang Việt Nam, thì người Việt Nam sang đó làm việc rồi thì sau này sẽ lại tiếp tục trở về Việt Nam để phát triển công việc tại Việt Nam đó. Cho nên phải lập, đầu tiên phải lập cái công ty bên Nhật trước, khai thác thị trường, thì gặp các cái công ty bên Nhật có cái nhu cầu tuyển lao động nước ngoài cho những người Việt Nam, thuyết phục người ta để tuyển lao động. Cái đầu tiên là thành lập công ty bên Nhật trước, rồi sau đó là Việt Nam. Theo người bạn mình, quý nhân thì giờ mình anh vẫn có gặp những cái người mở lòng giúp đỡ. Dạ, bên Nhật đầu tiên đó là những ông giám đốc. Khi mà mình đến gặp và nói chuyện thì có nhiều ông giám đốc đầu tiên là khách hàng của mình còn chưa biết Việt Nam là ở đâu nữa. Cái thời điểm đó là người ta chưa biết về Việt Nam. Có nhiều ông lại còn nói là Việt Nam có đang chiến tranh không? Còn chiến tranh không? Ở Việt Nam ăn cơm bằng tay hay bằng đũa? Có nhiều người Nhật, người ta thời điểm đó người ta chưa biết Việt Nam, không định vị được Việt Nam. Nhưng mà sau khi bằng cái sự nhiệt thành, cái sự mong muốn người Việt Nam sang đây để làm việc trong công ty của ông, mà trong ngành cơ khí, trong ngành điện tử thì người Việt Nam rất là thích để mà học tập, thì những cái người khách hàng là những người giám đốc chủ của các cái doanh nghiệp đó, khi họ thấy mình cái sự nói bằng tiếng Nhật với một cái sự hiểu biết của mình thì họ ủng hộ, họ tin tưởng, và đó là những cái viên gạch đầu tiên để mà mình kết nối tới sự nghiệp là anh máu ra là cho ban đầu để mình nói nêu lên cái niềm tin. Dạ. Một cái câu chuyện mà đến với tâm linh đó thầy, thì nó là như thế này. Thực ra trong cuộc sống hiện đại bây giờ, thanh niên ở Việt Nam anh cảm thấy rất ít người có cái cảm nhận về tâm linh, có cái thời gian, có cái suy nghĩ, có cái học hỏi về tôn giáo. Anh cũng là một trong những người như vậy. Hồi xưa đi học là mình học về khoa học, mình chỉ tin khoa học thôi, tức là khoa học nói cái gì đúng thì mình nghĩ là đúng, còn cái gì mà mình không nhìn thấy được, không chứng minh được thì mình không tin.
nhưng mà thực ra sau khi sang bên Nhật thì mình mới ngộ ra một cái điều là ở bên Nhật rất là nhiều chùa, mà những ngôi chùa họ xây được cả hàng ngàn năm trước mà nó vẫn còn đẹp, rất là đẹp, còn gỗ mà vẫn còn mới, những cái ngôi đền theo kiểu thần đạo của Nhật rất là trang nghiêm, nó rất là gọi là có cái gì đó mà cảm thấy có một cái sự an lòng, an định nào đó khi mình đến lắm. Và sau khi cảm sống với Nhật thời gian thì mới thấy một xã hội rất là đạo đức. Người Nhật là không có, thường là không có ai mà nói dối, không ai mà hứa mà không có làm. Và đặc biệt sản phẩm của Nhật thì chúng ta biết rồi, người Nhật không bao giờ làm cái sản phẩm nào mà gọi là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Mà hàng kém chất lượng người ta thu hồi thì những cái chuẩn mực đạo đức này nó bắt đầu từ đâu? Thì anh mới tìm hiểu là thực ra trong cái con người của người Nhật là tất cả họ đều có cái giá trị tâm linh, mặt tôn giáo, tức là họ cũng đạo của họ là đạo thần, thần đạo là gốc của Nhật, rồi họ cũng có du nhập đạo, đạo Phật và chùa, họ cũng có những cái đạo Thiên Chúa và rất là nhiều đạo tại Nhật. Thì người Nhật rất là hay là Tết thì họ đến đền để họ thờ, họ cầu nguyện cái một năm an lành. Đám cưới thì họ đến nhà thờ để họ làm theo cái phong tục phương Tây, nhưng mà đám ma thì là họ Phật giáo tổ chức một cái, tức là người Nhật họ đã vượt qua cái khái niệm về tôn giáo ở cái chỗ là chắc là một điều gì đó, nó chính là được sống, họ mở lòng, họ mở lòng, họ tiếp nhận với những cái giá trị tốt đẹp của tôn giáo. Có lẽ cái đó nó hình thành những cái văn hóa và cái chuẩn mực đạo đức của Nhật. Tất nhiên nó có giáo dục của nó nữa, cái nền tảng giáo dục của họ thì quá tuyệt vời, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình. Thì về mặt tâm linh của anh thì như ban đầu nói là gia đình là gần như người Việt Nam thì ai cũng thờ bà. Ở gia đình mình phải có một cái hình của ông bà, một cái bát nhang lưu hương để đến ngày giỗ để mình cúng, thì mình chỉ đến đó thôi. Việt Nam cũng có chùa, cũng có nhà thờ, có người theo đạo và rất là nhiều người không có đi đến những nơi đó. Thì khi cảm nhận được cái khi càng lớn như thế này, đặc biệt là sau khi mà khởi nghiệp xong có những cái vấp ngã, sau những chướng ngại, sau những có những khó khăn, rồi ở bên Nhật mình đi đến ví dụ như đền Minh Trị ở ngay Tokyo, nó còn cái khu rừng tự nhiên, đến đó trong có khu đền Minh Trị mình đến mình tự nhiên cùng bốc những cái sâm nguyện ước á, thì nó ứng với lại cái điều mình đang nghĩ ở trong lòng đang cầu. Và cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và sau nhiều lần đó thì tự nhiên mình cảm thấy mỗi một lần, mỗi khi mình có khó khăn mình đến đây thì hình như có ai đó ứng cho mình, có một cái lực vô hình nào đó truyền cái năng lượng. Dạ đúng rồi. Thì sau khi về Việt Nam thì bắt đầu khi mà còn thời trai trẻ lập nghiệp đó, thì cũng sống ở Nhật nó quen là ở nhà thuê này. Người Nhật người ta thích ở nhà thuê hơn là sở hữu nhà. Thì về Việt Nam thì cũng không có nhu cầu để sở hữu nhà. Thì ở nhà thuê thì ở cái giai đoạn đó thì khoảng 30-40 là nhà cũng chưa có ổn định. Nên cái phòng thờ là không có nha. Giống như là trong đang có thờ trong tâm. Trong tâm thôi, nhưng mà hình tướng nhà thì không có cái điều kiện. Và cũng không có, mình cũng chưa phát được cái tâm. Nhưng mà sau khi xây cái nhà lúc vào tuổi 40 thì bảo toàn mới có con rồi, người ta đã an cư lập nghiệp. Thì bắt đầu sau khi lập cái sự nghiệp xong thì bắt đầu mới nghĩ đến xây nhà cho mình, xây công ty xong rồi mới xây nhà cho mình. Thì khi xây nhà thì một cách không biết tự nhiên thờ ông bà thì mình phải có bàn thờ, nhưng mà nó bị ảnh hưởng là khi ở bên Nhật đi các chùa và mình cảm thấy cái tín ngưỡng về đạo Phật nó cũng có một cái gì đó nó rất là khoa học, chứ không đơn thuần là tín ngưỡng, một cái niềm tin mà nó gọi là sao, Phật chính là mình. Những lời Phật dạy là để mình ngộ ra, thầy để mình ngộ ra,
ngộ ra cái mình suy nghĩ, nhận biết những cái mà mình nghĩ chưa đúng rồi đó. Đó thì thực ra ở trong nhà, trong phòng thờ mà có bức tượng của Phật thì tự nhiên cảm thấy nó tâm nó an. Cũng rất là may là bà xã thì cũng là cái người từ nhỏ là cũng hay đi chùa hướng Phật cho nên là nhà cũng làm được cái và sau đó thì cảm thấy cái không gian cuộc sống cái việc mà mình tiếp cận đến tâm linh thì sau cái ngày đó thì lại có cơ duyên nó gặp được rất là nhiều người thầy. Hồi xưa thì mình trong quan hệ là công việc thôi, là kinh doanh, là đối tác, nhưng mà sau khi có phòng thờ xong thì tự nhiên lại gặp được rất là nhiều người thầy, mà mỗi người thầy thì lại có một cái rất là hay. Bởi vì thầy là những người tu, những người học, mà những người hay ở chứ họ sống với một cái khoảng thời gian mình lo làm ăn, mình lo công việc, mình không có những cái khoảng thời gian mình gặp được các thầy thì tự nhiên học cái điều các thầy học được và chia sẻ cho mình. Chia sẻ cho những cái thông tin anh gặp những cái bất thiện chi thức, những vị thầy chia sẻ cho những cái kiến thức mà thay vì anh tốn rất nhiều năm nhiều thời gian, bây giờ anh gặp những cái người trực tiếp chia sẻ cho những cái trải nghiệm trực tiếp, từ đó anh có những cái thông tin bổ ích cho cái cuộc sống, cho cái công việc. Dạ đúng rồi. Nói chung anh cảm thấy như thế này, trong cuộc sống mỗi một người phải học, mà muốn học thì cũng có thầy. Yeah. Thì từ nhỏ đến lớn mình đến trường học thì thầy cô giáo dạy cho mình cái kiến thức, cái đó chỉ là kiến thức. Yeah, kiến thức ví dụ như là văn lý hóa, văn sử địa, vận dụng ra sao tùy vào cái sự khéo léo. Thì trong cuộc sống này đầu tiên chúng ta cần phải có kiến thức. Yeah. Nhưng mà kiến thức xong rồi thì nó chưa đủ, nó cần phải có tri thức. Yeah. Mà tri thức thì nó lại rộng hơn cái kiến thức. Tức là ngoài những cái kiến thức khoa học, kiến thức mà văn hóa hay này cái kia thì nó còn cái tri thức, đó là tri thức của con người. Những vị thầy cho anh kiến thức lẫn tri thức, tức là trong trường học, trong trường học thì chỉ dừng lại là kiến thức. Thì muốn biến thành tri thức thì mình phải học thêm ở trong trường nữa. Sau này mình hiểu là cuộc sống này nó đòi hỏi con người mình có tri thức. Tri thức đây nó là cái sự hiểu biết, mà hiểu biết đây là không chỉ dừng lại với những cái kiến thức cơ bản chuyên môn, mà nó phải là cái sự hiểu biết tổng quan trong cuộc sống này. Thế rồi thì cái tri thức nó sẽ giúp cho chúng ta có cái trí tuệ, cái tuệ thức thì nó là cái cao nhất rồi. Thì thường là các vị thánh nhân, các bậc cao tăng, hay những vị giáo sư, những cái người mà học cao thì cái tuệ thức của họ rất là cao, cái tri thức của họ rất là cao. Cho nên cái việc mà may mắn cái số mệnh của mình có được cái bậc mã quý nhân, nên trong cuộc sống này gặp được rất là nhiều những cái bậc như vậy, gọi là quý nhân, là cái sự hiểu biết, cái tri thức, cái trí tuệ. Cho nên thực ra học trong sách cũng là một cách, học ở trường cũng là một cách, nhưng mà học trực tiếp từ những cái người học tri thức, trí tuệ đó thì mình cũng học rất là nhiều từ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế của họ, từ cái sự học của họ. Dạ, cho thêm cả năng lượng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Những vị thầy đó họ toát ra cho mình một cái năng lượng rất là lạc quan. Cái từ trường đó mình không có thấy được nhưng mà mình có thể cảm được. Dạ. Thế thì trong cái cuộc sống đó có những cái biến đổi, có những cái khó khăn, có những cái trở ngại dẫn anh Sơn đến cái niềm tin về tôn giáo thánh linh. Dạ. Và từ cái niềm tin đó anh tin tín nhiều hơn và anh có thờ phụng tại gia, thì cái cuộc sống có thể làm nó chuyển biến theo cái hướng tích cực hơn. Dạ. Dĩ nhiên vẫn từ cái gốc của mình, là cái gốc là từ cái tâm thiện lành của mình. Dạ. Như anh Sơn có cái điều tốt là gặp chướng ngại, gặp cái người gây xung đột với mình, thì anh nghĩ đơn giản người đó cho mình một bài học,
Yeah. Thì nói theo Phật pháp thì cái người gây chướng ngại cho mình đó là Bồ Tát thị hiện để thử lòng và để nhắc nhở. Yeah. Thì trong khoảng thời gian trò chuyện trao đổi vì công việc về công việc về cá nhân về công việc thì anh có vài lời gì về Khải Toàn anh xin chia sẻ với chúng ta. Dạ. Thì khi gặp được thầy và được thầy chia sẻ những cái kiến thức về bản thân thông qua những cái phương pháp tĩnh quy về bát tự bát lục tứ trụ, rồi cái phương pháp phong thủy phong thủy địa lý, mà lần đầu tiên cũng hiểu ra một cái việc phong thủy nó chính là từ trường, tức là chúng ta sống trong một cái môi trường có từ trường, thì màu sắc cũng tạo ra từ trường, lời nói cũng tạo ra từ trường, cách sống cách nghĩ cũng tạo ra từ trường, rồi cái phương hướng nó cũng tạo ra cái từ trường. Trước đây anh có quan niệm có quan tâm gì về phong thủy? Phong thủy thì trong cuộc sống mình đã nghe là phong thủy rồi từ xưa, nhưng mà nói thật là trước khi gặp thầy Khải Toàn thì xây văn phòng, xây công ty, xây nhà cũng nhiều lần rồi, chưa một lần nào mà có cơ duyên để gặp một người thầy phong thủy để mà thực sự mình cảm thấy có cái sự tin tưởng vào cái cách phong thủy. Đôi khi chỉ dừng lại cái vấn đề là xem kích thước lỗ ban, tức là cửa là bao nhiêu, dài nó bao nhiêu, chứ chưa nghĩ tới là sẽ có một người thầy để mà chỉnh thể cụ thể, chỉnh cho mình một cách cụ thể về cái cách xem phong thủy mà giống như thầy đã chia sẻ. Cho nên mình rất là may mắn khi nhờ thầy đi xem về nhà mình ở, cái công ty văn phòng đang làm việc. Cái thiết kế là do anh tự thiết kế cùng với kiến trúc sư, nhưng mà phải nói vừa hồi hộp khi mời là khi gặp thầy là thấy thầy nói trúng quá rồi, thầy nói đúng quá rồi về mặt cơ sở lý luận, về mặt tất cả mọi thứ. Để đến khi mời thầy đi xem phong thủy ở nhà thì rất là hồi hộp vì nhà mình đã xây xong rồi, mà nếu thầy xem thấy cái này nó không có đúng, cái này nó sai thì lúc đó làm sao đây, chắc lẽ mình tập đi mình xây lại không có được. Nên vừa hồi hộp vừa lo mà cũng có một cái gì đó nếu mà mình không coi thì cũng không được. Cho nên khi mà thầy xem thì thầy viết ra rất là chi tiết, xem thêm 8 hướng và cái trung cung. Sau khi anh nhìn cái bản đồ, sau khi trao đổi thì anh ngộ ra thì cái công thủy Khải Toàn truyền đạt đó là về cái từ trường, về cái nhìn được thấy được và về cái ý chí. Những gì, tất cả những gì mà Khải Toàn truyền lại, truyền sau đó trao đổi với mọi người đều có thể giải thích được. Yeah. Mọi người đều có thể hiểu và cảm nhận rất là rõ ràng. Yeah. Chứ không có mê tín ma mị. Yeah. Phong thủy là phương tiện. Phật pháp tâm linh thiền định là phương tiện, không Khải Toàn không có trộn lẫn vào nhau. Yeah. Thế thì sau cái giai đoạn đó thì anh ngộ ra phong thủy là từ trường. Yeah. Và anh Sơn cảm nhận rõ luôn là trong công ty của mình những cái hành động lời nói của bản thân của mỗi người khi mà anh vào công ty, khi mà hội họp, khi mà đứng trước hội trường của bao nhiêu sinh viên viên thì cái từ trường mình tạo ra là từ trường thiện lành. Yeah. Thì đó là phong thủy tốt. Dạ đúng rồi. Là cái mà gọi là văn hóa công ty, văn hóa doanh nghiệp thì chính bản thân cái đó sau khi gặp thầy xong mới xác nhận là được, nó cũng chính là từ trường, nó cũng chính là phong thủy. Ví dụ mình xây dựng cái văn hóa ở công ty và trường học là tất cả mọi người đến công ty thì phải có một cái tinh thần tươi sáng, cái nụ cười đầu tiên khi gặp nhau phải chào hỏi. Đây là cái văn hóa nó ở bên Nhật, người ta đạt được một cái xã hội như vậy. Và mình muốn ngoài xã hội Việt Nam thì đi vào một cửa hàng thì ít khi nào mà cảm có cái sự chào hỏi của nhân viên hay là cái người bảo vệ mà đứng trước cửa là mình nhìn thấy rất là sợ. Nhưng cái văn hóa của Nhật là đó là sự thân thiện, sự gần gũi,
sự chia sẻ. Cho nên cho nên quay đầu là khi về Việt Nam là làm sao để cho các nhân viên, các thầy cô giáo, học trò, cái việc đầu tiên phải là luôn luôn có cái nụ cười như này, đó là chào hỏi. Thì nếu mình vào một cái môi trường mà tất cả mọi cái sự gần gũi thân thiện đó, thì tự nhiên nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta, nhân viên sẽ cảm đến đến nơi làm việc như là một cái nơi đáng sống, đáng để làm. Thì tự nhiên nó hút những cái sẽ có nhiều người đến hơn. Các từ trường tốt, tạo cái từ trường tốt để hút, đất lành chim đậu. Thì đất lành, tại sao chim lại biết đó là đất lành? Nó cũng là cái từ trường. Chim cảm nhận được cái từ trường ở nơi đó, nó là không gian yên lành. Thì tại sao tạo được cái không gian yên lành đó? Thì xung quanh nó phải có những cái gì đó, ví dụ như cái hồ nước, hay là những viên đá, hay là những cái cây. Thì những cái nơi mà an bình thì tự nhiên chim đến. Khi mà gặp thầy cũng giải thích về cái mạng mà cái người mà dư hỏa thì sẽ nóng tính, mà nếu mà dư hỏa thì nên hạn chế đi đến quán nhậu, đi đến những cái nơi mà sát khí, nó sẽ tạo ra cái từ trường làm tăng hỏa, làm tăng hỏa. Mà mình đã dư hỏa mà làm tăng hỏa nữa thì mình về nhà một là bốc hỏa lên rồi nhiều khi là vợ chồng con cái lại xung đột nữa. Những cái điều mà thầy nói nó không phải là gọi là phong thủy địa lý bình thường nữa, mà nó chuyển sang cuộc sống rồi, nên cảm thấy rất là tuyệt vời. Anh có thể tóm tắt những yếu tố chính để cho cái thành tựu này. Yếu tố chính để thành công thì nó là cái gì? Nó là thực ra cuối cùng mọi người trong cuộc sống họ muốn cầu cái gì? Thì khi còn trẻ thì con cái là chỉ biết là học thôi. Cha mẹ thì chỉ muốn là đầu tư cho con học thành người thôi. Nhưng mà sau 18, 20 rồi thì con nó sẽ phải ra đời, nó phải tự lập, nó phải đi kiếm sống, cha mẹ đâu còn bên cạnh. Thì cái quan điểm của anh là anh nhìn những thanh niên trong cuộc sống họ đang vất vả, có thể nó gọi là họ đang mưu sinh, họ đang mưu sinh. Mà sao thấy ở Việt Nam các thanh niên rất là khó khăn trong con đường mưu sinh đó. Các em nó không có một định hướng để mà chọn một cái nghề để làm, mà cứ đi tìm cái gì đó để có thu nhập rất là ngắn hạn. Trong khi sống ở bên Nhật thì lại thấy người Nhật người ta học đến cấp 3 lên đại học cao đẳng xong, là khi người ta chọn một công ty là người ta chọn đến cái chuyên môn của cái nghề rồi, người ta tìm cái công ty đúng cái chuyên môn cái nghề đó và người ta cứ làm suốt cái công ty đó suốt đời luôn. Cái mặt dạng này từng nghĩ tất nhiên cái chuyện mà nói một người đi làm suốt đời một nơi thì nó rất khó, nhưng mà ở nhiều người ta làm được. Ở Việt Nam mình thì cái chuyện này là gần như không thể. Nên cái việc mà đi làm mà thay đổi nhiều công ty cũng là cái tốt để học được nhiều kinh nghiệm, nhưng vấn đề là mình phải thay đổi theo cái định hướng, cái chủ đích của mình đi học cái gì, mình có kế hoạch. Thì kết luận lại là trong cái công việc mà anh đang làm thì cái chìa khóa để thành công là anh có thể giúp cho một thanh niên đã đến tuổi 18, 20, 22, mình nhìn thấy được tương lai phía trước, đến năm 30, 35 tuổi mình nên trở thành cái người như thế nào với một cái công việc, một cái nghề nghiệp mình muốn, cái chuyên môn cho các bạn trẻ một cái con đường, cái chuyên môn rõ ràng, con đường sự nghiệp rõ ràng, để từ đó trở về sau là chỉ có đi lên thôi, chứ không phải bị mệt mỏi vì trong công việc là cứ phải đi thay đổi công việc để tìm cái nơi nào tốt hơn. Không có nơi nào tốt hơn hết, tốt hơn là chính là cái khả năng của mình làm được cái gì mà mình đóng góp được cho cái nơi mình làm việc, chắc chắn người ta sẽ trọng dụng và người ta sẽ
trả cái thương lương đúng với cái này. Thì vấn đề không phải là mình đi tìm ở đâu mà mình phải phát triển cái bản thân mình. Mà để phát triển bản thân mình á thì anh lại tìm ra một cái cơ hội quá tuyệt vời luôn. Chắc phải cả ngàn luôn mới có một lần cho Việt Nam. Đó là Nhật Bản, là họ là một cái nước phát triển rất là nhiều việc làm, mà cái hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cũng như là văn hóa họ ở cái level rất là cao, cái đỉnh rất là cao rồi. Bây giờ họ thiếu một nguồn nhân lực cho cái tỷ lệ dân số họ bị giảm, họ sinh giảm đi, người già càng tăng, cho nên họ có tới 3.600.000 doanh nghiệp mà là những tập đoàn lớn, công ty nhỏ đủ mọi loại cái loại hình, trong khi Việt Nam chúng ta mới có khoảng 700.000 doanh nghiệp và dân số của chúng ta thì lại quá đông, người trẻ thì quá nhiều, mà lại lớn lên thì không biết làm cái việc gì. Thì anh mới năm 2019-2020 sổ sàng được quyết định là mình không có đi làm việc chuyên môn cơ khí nữa, mà mình tìm cái cơ hội để đưa người Việt Nam sang doanh nghiệp giống như mình, mà họ vào các công ty cơ khí, họ vào các công ty điện tử, họ vào các công ty về thực phẩm, tất cả những gì mà doanh nghiệp người ta cần, có cần cái nhân sự trẻ là mình đưa người Việt Nam sang. Thì anh xem cái việc là ở bên Nhật, người Việt Nam mà sang đó rồi nó giống như là đi học nghề thực tế, chứ không phải học ở trường nha, mà người ta phải trả tiền cho mình, người ta vừa trả tiền cho mình vừa học được cái nghề của người ta, mà người ta còn cảm ơn mình vì mình làm tốt quá, rồi mình happy mình trở về, rồi một cái số vốn vài trăm triệu, có khi lên tới cả tỷ đó, nếu mà các em nó làm tốt với cái số vốn đó ở cái tuổi 20 em, với cái ngoại ngữ tiếng Nhật và với cái tay nghề, cái công việc mà đã quen với Việt Nam, thì kinh tế Việt Nam phát triển chắc chắn Việt Nam sẽ không thể mà cứ gia công lắp ráp mãi như thế này, mình cũng phải sản xuất ra sản phẩm giống như vậy, thì chắc chắn những cái tay nghề kinh nghiệm là tương lai các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần để sản xuất. Khi họ trở về phải tiếp tục phát triển cái công việc tại Việt Nam thì thu nhập họ phải cao hết so với trước khi đi chứ. Cho nên cái sự thành công của anh là anh giúp cho thanh niên trẻ có được cái cơ hội để đi sang mình, để làm một cái việc có thể bắt đầu từ công nhân thôi, nhưng mà trong tương lai hướng cái đỉnh cao mà em muốn là họ sẽ trong tương lai có những em nó về nó làm ông chủ, nó thành lập công ty, có rất là nhiều em nó về đây nó làm ông chủ rồi. Và không chỉ là ông chủ sẽ làm quản lý trong các cái công ty nước ngoài hay công ty trong nước nữa, các em nó có ngoại ngữ và có kinh nghiệm ở nước ngoài, mà các doanh nghiệp Việt Nam thì lại đang làm ăn với gì Hàn Quốc, thì cần phải có người này có ngoại ngữ, có người làm việc với cái môi trường của Nhật quen rồi thì làm được công ty nào ok hết. Cho nên cái sự thành công của anh là tạo ra cái cơ hội việc làm, tạo ra thu nhập cao, tạo ra cái đường hướng tương lai sự nghiệp, mà cái cuối cùng anh đạt được đó là những học sinh mà đến với anh mà đào tạo xong tiếng Nhật xong, đào tạo cái phong cách làm việc, cái tâm thế làm việc, cái kỹ năng làm việc của Nhật Bản xong đi sang bên kia, thì sau khi về thì anh đạt được hai cái, và các em này được trưởng thành và nó có được cái gọi là cách sống, cái nền tảng cách sống, cái văn hóa sống, cách làm. Con người ta cần hai cái, là cái cách sống ở đời, đối nhân xử thế, cái quan hệ là một cách sống, cách làm tức là khi mình đi làm mình sẽ biết cái làm như thế nào, làm như thế nào mình biết. Thì anh nghĩ môi trường Nhật Bản nó sẽ giúp cho thanh niên Việt Nam tạo tôi luyện được cái đó ngay cái thực tiễn chứ không phải là học lý thuyết, mà lại có thêm tiền nữa. Thì cái việc này anh nghĩ nó là cái cơ hội rất tốt khi anh chọn được cái nghề này, tạo ra được cái điều đó cho mình, thì anh cảm thấy cuộc đời mình không có gì để chần chừ, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Như anh chia sẻ là thanh niên Việt Nam thường thiếu cái định hướng là làm, định hướng về nghề nghiệp lâu dài. Dạ, do xã hội. Dạ. Hầu hết văn hóa của người Nhật là coi trọng về giá trị đạo đức, sự bền vững. Họ luôn cởi mở,
trong cái mối quan hệ thương thiện. Dạ. Thế thì nhân quả là ba đời, giáo dục cũng phải là ba đời. Dạ. Mình không thể nào mình thay đổi đứa bé của mình mà ngoài xã hội thay đổi chung được. Dạ. Nhưng mà ở đây anh đang cố gắng thay đổi một nhóm, một cộng đồng. Thế thì ít nhiều gì cũng lan tỏa được những cái điều thiện lành từ những cái văn hóa mà anh đã kết hợp ở Nhật. Dạ, đúng không ạ? Ở đây không có dễ dàng, không dễ dàng để mình hướng một con người phải nhân nghĩa lễ chí tính. Dạ. Ngay từ nhỏ. Dạ. Mà phải là trong gia đình và cả ngoài xã hội kết hợp cùng nhau. Dạ. Thế thì dạy làm người có ba điều: người đối với người, những gì anh đã đối đãi với nhân viên, đối đãi với mọi người theo cái tâm chân tình là người đối với người. Dạ. Cách sống và cái cách sống của mình đối đãi phù hợp. Thế thì đó là một cái bài học mà mình dạy cho con mình thấy, cho con mình thấy. Dạ. Người đối với thiên địa quỷ thần, cái này tự bản thân mình làm và tự mình cảm. Học làm người là ba cách: người đối với người, người đối với thiên địa quỷ thần và người đối với thiên nhiên. Dạ. Người mà có được ba cái này thì bất kỳ trong giai đoạn nào cũng dễ có được thành tựu và an lạc. Có một trong cả hai rất khó, mà anh đã được có cả hai. Có được thành tựu, như thế nào là thành tựu? Không phải là đạt được cái gì nó về vật chất, nhưng mà những gì anh làm được là định hướng cho rất nhiều người có được một cái cơ hội về cái công danh về sau. Dạ. Cái thứ hai là an lạc, là mình vui vẻ, mình happy trong cái việc mình làm. Dạ. Thế thì anh có những cái thông điệp gì anh gửi đến những cái bạn trẻ mà họ muốn đi tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài? Để nói về cái điều này thì anh thấy như thế này, là thầy nói phải ba đời mới thay đổi được. Dạ. Nhưng mà anh lại nghĩ như thế này: nếu như trong cái đời này anh giúp cho một bạn trẻ mà ở cái 18-20 thì đã chưa có cái suy nghĩ gì về tương lai, nhưng mà khi gặp mình qua cái môi trường đào tạo, học về ngoại ngữ là tiếng Nhật, rồi hiểu là tương lai mình sẽ làm cái gì, với cái nghề gì, cụ thể nó là cái làm về cái ngành nào, mà các em nó nhìn thấy được cái điều đó và nó đi sang bên Nhật làm được đúng cái môi trường của công việc đó, rồi sau 3 năm, 5 năm các em nó để dành được tiền vài trăm triệu, 500, 700 triệu bằng sức của mình nha. Rồi sau đó các em nó về với cái khả năng nhận thức giống như anh đã từng sang bên Nhật, anh nhờ cái việc mà giao khoa, giao lưu, giao tiếp, học hỏi được từ người Nhật tất cả mọi thứ nha, không chỉ là kiến thức ở trong sách vở nhà trường mà là kiến thức ngoài xã hội từ người Nhật, từ rất là nhiều người Nhật mà mình sẽ gặp, mình sẽ sống với nó mà. Khi mà anh học được những đó thì cái điều gì sẽ xảy ra? Tự nhiên anh nghĩ đến cái tương lai xa hơn, mình sẽ có gia đình như thế nào, rồi có gia đình đó thì mình sẽ đẻ con ra, mình sẽ dạy như thế nào. Như vậy thì cái giá trị để mà anh gặp một người thanh niên mà họ ngộ ra được cái con đường của mình như vậy, thì không chỉ giúp cho cái thanh niên đó được đảm bảo cái cuộc sống, cái sự nghiệp tương lai bền vững, mà chính cái nhận thức của người đó nó sẽ tạo ra một cái thế hệ tiếp theo là con của họ. Họ cũng sẽ biết dạy con như thế nào, sẽ biết định hướng con như thế nào ngay từ khi mới còn chưa sinh ra. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái thế hệ tiếp theo nữa. Như vậy thì ngược lại, anh lại nói là nếu như anh tác động vô một người thì không phải sau 3 đời anh mới thay đổi được, mà ngược lại thay đổi từ cái đời đầu và 3 đời sau tiếp tục tốt hơn nữa. Không biết anh như vậy có quá tự tin không, nhưng mà thực sự cái đó là cái người mẫu của anh. Ít nhất thay đổi được một phần. Dạ. Một phần, một người sẽ lan tỏa đi được nhiều người. Dạ. Thì dù gì cũng là những cái điều tốt lành thiện lành. Mình chưa làm được cáo biết thì mình làm được từ từ. Dạ. Thì những người mà anh đã mở lòng, anh đã trợ duyên về học, về văn hóa, về cơ hội việc làm ở nước ngoài. Dạ. Thì đã có rất nhiều người hiện nay
trong quá khứ và hiện nay đã được thành danh. Họ thành danh, họ giúp được tiếp cho những người khác. Thì cuộc sống đây tất cả là một chuỗi liên kết với nhau. Để tìm được một cái nghề, định hướng được một cái nghề trong cuộc sống lâu dài là khó. Không phải dễ. Thế thì đôi khi mình đổi từ bên trong. Nếu mà các bạn có cái niềm tin về chính mình, các bạn vui vẻ lạc quan, có nghĩa là các bạn tự cải biến từ bên trong tâm, thì tự động những cái gì mà các bạn tìm và gặp á thì nó mang cái yếu tố thiện lành. Trong cái thường á là mình tuyển học viên theo cái tiêu chí gì để một học viên có thể học và tốn thời gian bao lâu để họ có được cái cơ hội? Thường cái chương trình mà gọi là đi lao động ở nước ngoài, ví dụ Nhật Bản, thì phần lớn là các em là lao động phổ thông. Nhưng mà riêng bản thân anh thì ngay từ đầu khi em về Việt Nam đã xác định là phải làm sao tiếp cận được với các bạn trẻ mà học ở những môi trường như trung cấp, cao đẳng, đại học, tối thiểu phải là cấp 3. Nhưng mà dưới cấp 3 mà cho các em đi sang Nhật ấy, các em nó cũng sẽ kiếm được tiền, nhưng mà cái khả năng các em học nó không thể cao bằng những người kia. Bởi vì những cái bạn mà học cao đẳng, trung cấp, đại học thì vốn dĩ là họ đã có cái khả năng học, cái nền tảng kiến thức chuyên môn. Thì khi họ sang bên kia rồi, họ có cái khả năng đó thì mình đào tạo ngoại ngữ nó rất là dễ. Còn những em mà cái học lực kém mà mình đào tạo bắt học cái ngoại ngữ thì họ sẽ không chịu học đâu. Mà nếu họ không học mà sang bên Nhật thì cái ngoại ngữ đầu tiên, cái ngôn ngữ mà không nói chuyện được với người bản xứ, thì hỏi làm sao làm được việc được. Ngay trong công việc là mình đã chỉ làm những cái việc đơn giản thôi, chứ mình làm sao mà nhận được những công việc nó cần cái sự học hỏi, cái sự hiểu biết, cái chuyên môn. Thì cái mức lương ở bên Nhật thì nó cao hơn đi. Nếu mà đưa các em nó ở mức độ đó mà cái học lực kém mà đi sang bên Nhật thì cũng kiếm được tiền, nhưng mà khi các em về đây các em nó sẽ bị hụt hẳn. Khi về Việt Nam rồi học được kém thì làm sao mà đi làm có lương cao được. Cái tư duy, cái mong muốn của anh là đưa các thanh niên có trình độ học được tốt, đào tạo thêm ngoại ngữ và trang bị cho các em kiến thức tư duy, định hướng về tương lai sau này về Việt Nam là mình sẽ làm việc như là một cái chủ quản lý, chuyên gia về kỹ thuật, hay là thậm chí sau này sẽ trở thành ông chủ, bà chủ kinh doanh. Thì cái việc mà đưa họ đi sang với những công việc nó sẽ thành công hơn nhiều. Nên cái đối tượng mà anh muốn các em nó đi phải là em có ý chí tiến thủ, cầu tiến và nỗ lực vươn lên, chứ không chỉ là đơn giản là đi nước ngoài có tiền tôi đi. Thì nếu chỉ dừng lại một cái đó thì đi ngược lại cái hậu sẽ không Thái Lan. Cảm ơn anh Sơn đã mở lòng chia sẻ về những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái cách để định hướng một người có cơ hội làm việc ở nước ngoài. Như chia sẻ một ít về niềm tin tôn giáo tâm linh thủy theo cái cách nhìn chính trực, theo cái cách nhìn đơn giản nhẹ nhàng. Thế thì người có ý chí, người có mệnh tốt, có niềm tin về thiên địa vị thần và người sống cùng nhân quả thì là người dễ đạt được thành tựu bạn đời. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thần an lạc. Chúc tất cả các những người hâm mộ thầy Hải Toàn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình của thầy. Tôi nói là thầy luôn luôn truyền đạt những cái năng lượng, những cái kiến thức, những cái điều mà phải nói rất là giá trị. Nó kết hợp giữa những kiến thức của thầy và kết hợp với những cái việc làm cụ thể trong cuộc sống thì có thể sẽ giúp cho một người sẽ cảm thấy thành công và hạnh phúc hơn.